Thôi chào mọi người nha, chào mọi người đến kênh Phong Vũ 2367 cho mọi người. Hôm nay thì em lên quần áo, thành ra cái khung hình nó sẽ hơi dọc này nè. Bởi em đỡ khung ngang thì nó hơi khó nhìn, thành ra em sẽ đỡ khung dọc này. Đó, mọi người mua hàng đơn quần áo trên 300 nghìn người chuyển khoản đủ, sẽ bao phí vận chuyển ha, bao ship. Còn đơn mà nó hơi nhiều thế mọi người, vui lòng khách mới vui lòng cọc với em thế nha. Tại cái áo này nó cũng hơi khó cái chỗ đó. Rồi, số điện thoại em để phần tiêu đề, mọi người liên hệ với em cái số 0934092367 mọi người nha. Quần áo thì sẽ, em sẽ đo vai vai thôi mọi người, còn cái chiều dài thì sẽ ước lượng. Còn dù áo nữ thì em sẽ đo luôn chiều dài nha, tại áo nữ em hai không mặc không vừa, em sẽ đo được chiều dài. Cái nào vừa thì em sẽ mặc thử cho mọi người xem nha. Rồi em bắt đầu video luôn. Áo ghê quá, cái áo nó hơi bị tụt lên tụt xuống, mọi người thông cảm mọi người. Đó. À, đầu tiên lên là người một con áo nữ này, nữ này thì em sẽ đo vai cho mọi người nhé. Vai 40 rồi nha, vai 40 chiều dài của nó là chiều dài của nó 62 rồi nha. Áo này là áo nữ rồi, nó nhỏ lắm, em không thể mặc dù được nha. Để em quan sát cho mọi người xem chất của nó. Đó. Rất là ok nha. Em không mặc dù cái này rồi, em ướm mọi người xem luôn. Nó nhỏ xíu à. Nó có bóp eo ở đây nè mọi người. Thì chắc chắn là nam nhỏ mình cũng mặc như vậy thì có mặc được ấy, mà nhìn nó hơi hơi kỳ nha. Cái này là nữ thôi, nữ mang thôi. À, em sẽ mở xem phía trong nó luôn. Dính gì này. Mà đây là B1 mọi người nha. B1 380k mọi người. B1 380. Đây, phía trong nó cũng rất là ok nha, áo nữ mọi người nha. Còn đẹp lắm. Em coi thì không tem mạc. Tem mạc ở đây, tem mạc đầy đủ luôn nha, không thiếu cái gì luôn mọi người. Đó. Rồi. Style in Italy nha, Italy. Da rất là đẹp, ok luôn mọi người. Quả này mà áo nam hoặc là lớn hơn xíu nữa là này là nhức nách luôn á, tại nó áo nữ thôi. À. Vai 40 mọi người nha, nữ con này chắc nữ phải tầm dưới 50 kg mới mặc vừa mọi người nha, dưới 50 kg cao tầm 1m6 trở lại sao? Cao thấp dưới 1m6, dưới 50 kg nha, không ốm, mặt này đẹp. Nó cũng không có dày nha, ở miền Nam mình vẫn có thể mặc những cái này khót đi đêm rồi. Không có dày, không kiểu như áo thu đông luôn rồi. Rồi, mã số 1 này em bán 358 mọi người nha. B1, 358. Hiện tại thì theo quan sát thì chưa thấy lỗi gì nha. Rất là ok đó. B1, 358. B2 là 680k mọi người nha. Đây, con này là da mộc. Để em quay gần cho mọi người xem cái da của nó. Đó, à. Còn dấu lỗ chân lông này kia giống y là một cái miếng mà mình đi mua bò tơ mọi người. Trong mấy cái xưởng làm bò, làm thịt bò đó. Cui ra, cạo lông sao cũng nhìn thấy xì luôn á. Điều cái này nó qua da thuộc rồi nó sẽ khác hơn xíu thôi. Mộc nha. Áo là hàng si này nè, mọi người về chịu khó vệ sinh lại với em ha. Thương hiệu quá này. Còn mặt thì xíu anh sẽ mặc cho mọi người xem. Em cao 1m7, nặng 74 kg mọi người nha. Nặng 74 kg. Rồi. Cái khó đó, chỗ đây nó bị gãy ra nè mọi người. Mình có thể bỏ luôn thay cái kéo khó chỗ đây. Chỗ đây là một nút nha, không vấn đề người gì vệ sinh lại, xin lại. Đó, còn bên trong con ok lắm này. Mỗi sao này cũng cờ Mỹ ha. Tem nó đây mọi người. Có hình con chim. Con này mọi người cao tầm 1m72. Sẽ
sau lưng mọi người nha. Móng tay đây. Con này cao tầm 73 74 trở lại mày, vẫn được mọi người nha. Nặng từ 75 kg trở lại thôi. 75 kg trở lại thôi. Tướng hơi gọn xíu ha, tướng hơi gọn xíu. Tay đó. Da mọc mọi người nha. Nó có một số điểm nó dơ dơ mọi người, vệ sinh lại giúp em. Ha, vệ sinh lại hàng si này, khui kiện này là bán luôn cho em không có vệ sinh nha. Đó. Mình thử cài nút nó nhận được này. Đó, cài lại. Những áo này thì ở miền Nam mình vẫn mặc ok, không vấn đề gì mọi người. Miền Nam khí hậu nếu mà Noel cuối năm này những cái áo này mặc cũng ok. Tối mình mặc này đi dạo cũng rất nó không có nóng lắm đâu mọi người. Hiện tại em đang ở trong nhà. Thời tiết mùa này thì cũng không có lạnh, nhưng mà mặc cái này cũng không nóng lắm. Thời tiết hôm nay không có nóng lắm nha. Mặc cái cũng tương đối chứ không có nóng lắm mọi người. Không có hầm hơi. Đây. Cái cổ nó tất nhiên người ta có mặc nó sẽ có vết như dơ dơ mồ hôi mọi người, về vệ sinh lại cho nha. Lưu ý là da mọc mọi người biết cách vệ sinh để nó tránh hỏng áo ha. Đó. Rồi con này cao 1m70 75. Nặng 70 tới 75 kg luôn. B2 này 6.8 mọi người nha, dán này em dán rồi mà rất là rồi. Con này vai 54 mọi người nha, 54. Mã B3 này 400k thôi. Có lục vô cái gì đây. Highway đại lộ hết á. Broadway, Highway đại lộ. Broadway là đại lộ. Boulevard là đại lộ. Hai. Tem nó đây mọi người. Đó. Tìm ra nữa. Con này biết sản xuất ở đâu ta? Ghi chữ ghi em thua quá mọi người. Tiếng Đức tiếng gì đó. Đây là áo da bò hạt nha, to. Trên vai nó có dập chữ Highway luôn. To lắm. Rồi phải kéo xịt tia lên cho mọi người. Con này to, nó có bị vấn đề cho mọi người không? Đây, ui. Vai 54 nha. Con này bác nào cao 1m73 1m78 nha, 1m73, 1m78. Nặng phải 80kg trở lên mọi người nha. 80-90kg, mặt này mới đẹp. Đó. Hoặc là mít 73 thì 8 mà 75 kg có bụng xíu cũng được. Phía trên này nó cũng không có rộng lắm nè. Vai là 54 nha, vai 54. Còn đẹp lắm, áo còn đẹp lắm mọi người. Áo ok lắm. Ok lắm nè. Chỉ cái là nó rất là hơi là to thôi. Nhưng mà chắc là những cái con áo nếu mà ở ngoài Bắc á, mặc hơi to to xíu nghĩ cũng không vấn đề gì ha. Nó chỉ là áo khoác thôi. Có mình có thể đỡ như vậy cũng được nè. Đó. Ok ra. Tôi không đến nổi to lắm, cả 1m75 mặc con này ok mọi người. 75 kg thôi nha. 85 90 kg còn năng vừa. 100 của nó. Có túi ở đây nha, túi ở đây. Mọi người thông cảm nha, em là bán chuyên nha, em không có chuyên nghiệp mấy cái món này. Thì nghĩ sao là làm vậy thôi à. Đấy. À. Tao mua mày mua mấy giùm anh kia. Đấy, wow, con này đẹp. Con này 480k mã B4 mọi người nha. Ủa, cho con này rẻ dữ ta. Này hơi rẻ. Đó, đẹp quá. Ủa, con này hơi rẻ. Con này mọi người biết sao, con này mà về mà mọi người làm cái cúc ở đây này để nó xiết cái tay lại xíu. Đẹp nha. Đẹp. Con này hơi rẻ luôn. Không biết em mua nhưng mà em bán. Rồi. Ồ,
con này mét 7 mặt ok mọi người nha, mét 7 mặt vô tư. Mét 7 á, muốn mà đẹp hơn nữa mình làm một cái cúc ở đây ha. Cái cúc ở đây nè. Cúc đã bấm lại vậy, đó. Bấm lại vậy, không có mình để vậy cũng được mọi người. Không vấn đề gì hết. Con này cao tầm mét 73, mét 7 mét 75, mét 7 mét 75 mọi người nha. Nặng 75 80 kg mặt này đẹp. 75 80 kg mặt này đẹp. 75 kg bụng hơi bự mà 80 kg thì tướng thon thon xíu mọi người nha, tướng thon thon xíu. Đó. Em cao 1m7 nặng 74 kg nha. Tay nó này nó chỉ có gọi là vết mồ hôi rơi sơ sơ, cái này dễ vệ sinh mọi người, giờ tự vệ sinh giúp em nha. Vai nó này. Vai. Ủa con này rẻ. Con này hơi rẻ. Con này mình thích đỡ dài cũng được nè. Lạnh quá hay là mình chạy xe mình đúng nút cút lại vậy. Đó, thành cổ trụ. Con này mét 7, mét 75 này ok mọi người nha. 7, 75. Nặng 75 tới 7. Này tầm 72 tới 80 kg được. Ốm ốm hơn em xíu còn được. Con này 48 mã B4 mọi người. Theo B5. B5 cũng 48 luôn rồi. À quên. Bởi mình không có chuyên nghiệp với mình thiếu sót quá. Túi nó nè. Đó, túi này mọi người. Ở trong nó sạch sẽ nha. Rồi. Thương hiệu ở đây. Thương hiệu đây, đó. Không có chuyên nghiệp nên mình hơi thiếu sót. Tem này, trời ơi con này. Con này tem này kia là mới tinh luôn mọi người. Ui. Cái này độ mới cao nha, độ mới cao. Bác nào vớ được con này là thơm rồi. Em rõ bán rồi, em bán luôn. Con này thì đoan vai kìa. Con này vai 45 mọi người nha. Ồ con này nam nhỏ này, nam mặc được. Con này còn 48 luôn. Phía trong của nó này. Để em quay cho người xem hết rồi em sẽ mặc thử nha. Thương hiệu ở đây. Toàn chữ Nhật không? Cái này chắc Nhật. Ồ quả tem này. Ây da. Ôi trời. Hớ cái này nữa mọi người. Tem nó này. Áo da mà tem còn mới rồi. Mới ghê chứ. Cái này chắc cũng ít mạch đó mọi người. Mà như con này nam nhỏ này cũng vui. Ôi cha, chết tôi rồi. Ô, con này em mặc có vẻ ha. Cũng được đó ta. Tay này, ô, trà dịu khít luôn. Chuẩn luôn rồi. Nhưng mà em mặc con này hơi chọc nha. Con này tầm 72 kg trở lại thôi mọi người. Nhưng mà cũng hơi chặt rồi. Đây là tay còn mới lắm, cúc nó có dập hết rồi mọi người. Cúc có thương hiệu hết nè. Cúc có thương hiệu hết, tông mẫu có thương hiệu hết nha. Hai nữa. Ui. Tay à. Con này nước da còn đẹp lắm mọi người, da mềm mịn nha, da mềm lắm. Rồi con này cao tầm 1m2 túi đây. Con này về mọi người vệ sinh lại nha, vệ sinh lại. Con này cao tầm 1m7. Mét 7, 65 nó mét 7 nha. 65 được mọi người nha, 65 nó mét 7. Nặng dưới 72 kg nha. Dưới 72 kg mặt ok. Con này chuẩn nó là 1m7, 68 kg mặt đẹp. Hết điều kiện mọi người. Vai 45 mọi người nha, lưu ý cái phần vai nè. Vai 45, để cũng đẹp nè. Sao? Con này mà trong không em mua để mặc hả? Nếu mà em giảm cân thì con này mặc được. Bây giờ hiện tại là con này hơi chặt. Giờ này hơi béo mọi người. 48 mã B5.
theo B6 của người nha. B6 hôm nay là một mình như nam nhỏ mặc được luôn mọi người. Vai 44. Con này vai 44 nha, em sẽ dán cái giá lên đây luôn. Mã B6 4,5. Size L. Thương hiệu quá đa mọi người. Cái đèn khó thấy quá nhỉ. Ủa, hình nó còn ok lắm mọi người. Hình như cảm giác nó có hơi bóp eo ra hay sao nhỉ. Có cái đây chắc là còn cái dây nữa, cái dây nó không thấy nè. Ồ, cái này hình như giống áo nữ quá rồi nè. Độ mới rất cao nha. Cái này độ mới rất là cao luôn. Tem nó đây mọi người. Buffalo. Ồ, da trâu à. Real leather. 100% polyester natural. Da tự nhiên à. Ồ, cúc luôn còn sáng chói rồi mọi người. Có 10 còn sáng chói luôn. Con này còn mới còn rất cao mọi người nha. Tiếp hình như con này là áo nữ chứ không em mặc thử. Cái áo này thật tình. Hớ cả rốn. Con này có khả năng nam nhỏ mặc được luôn mọi người. Đây áo nữ rồi mọi người ơi, áo nữ nha. Chị gái nó cao tầm 1m68, 1m7 mặt này ok ha. 1m68, 1m7. Nặng con nếu là con gái mọi người thì cỡ 60 65kg là mặt này ok nha. 60 65kg. Chị nào mà sang chắc thì tầm 68kg. Sang chắc là chỉ 2kg nha. Sang 68kg kiểu mỡ nhiều mọi người. Nhưng mà phải cao trên 1m65 mọi người nha. Con này phải trên 1m65 mặt mới đẹp. Đó. Còn bác nào mà nam nào mà ngựa mặc được luôn ok không thật không được. Ôi giật trời. Mới lắm, con này cực kỳ mới luôn. Nó hàng si thì nó sẽ nhục quá. Mà cái này không phải hư đâu mọi người nha. Cái này vừa vệ sinh á, người có dung dịch vệ sinh da vừa vệ sinh sạch sẽ đây. Tránh cái việc là mình vệ sinh sai cách nó hơi học quá nha mọi người nha. Thì trước khi vệ sinh đồ da mình phải nghiên cứu một xíu. Để dây cũng được nè. Anh nào nam cao 1m67 tới 1m7. Mét 7 mà ốm ốm xíu bằng mặt cũng ok mọi người nha. Đó, phong cách phất nè. Mà hình như phone mà nó hơi vĩnh vĩnh thì chắc là nữ rồi mọi người. Nữ rồi. Mà độ mới này cực cao nha. Mọc. Ôi mọi người nha. Giá dính lên đây. B6 4,5 ha. B6 4,5. Đẹp lắm mọi người, con này ngọn hình đẹp lắm. Rồi một con áo to má ơi luôn. Ôi. U là trời, đem còn con này chắc 100kg. Con này vai 54 mọi người nha. Vai 54. Nó dài chứ. Dài 81. Mã B7 nha. Con này 280 mọi người. Ồ hàng bự này chắc kiếm được mặc được lắm mọi người. Da nó đã đó nha. Da đã chưa? Nó ở ngoài nó là màu nâu đất á mọi người, nâu đất. Thương hiệu ở đây nha. Thương hiệu đó nè. Red Quốc. Gỗ đỏ hả? Thêm ở đây. Đục này áo châu Âu mọi người. Hàng này chỉnh nha. Sạch sẽ lắm. Trong ngoài sạch sẽ luôn. Ôi mà to thế nhỉ. Mặt kiểu như manh tô quá nhỉ. Đó. To quá to quá. Mặt này cũng khéo khỏi mặt quần cũng được mọi người. Cũng khéo khỏi mặt quần cũng được luôn. Rồi con này siêu 28 đi. Ngoại hình còn rất là ok rồi nha. Chỉ bụi một cái là to thôi.
Máy quay được phía sau lưng anh. Cái hai giày siết luôn, hình như kiểu đó là kiểu mình mặc to cho mọi người. Còn hình ngồi rất là ok nha, con này độ mới còn cao lắm mọi người, còn cao lắm nha. To quá. Size 28. Vai 54 mọi người nha, vai 54 dài 81. Con này chắc phải 1m8 tư vô tận. 8 lên này cũng vừa mọi người. Rồi. B8 4.5 ha, 4.5. Cho mọi người coi thương hiệu trước luôn. Đó, này. Made in Korea mọi người nha, Made in Korea. General Clothing Company Ltd. Wow, cái khóa nó bằng đồng, chả bá lửa luôn. Nguyên cái bản đồ trong này luôn rồi ha. Trời trời. Lót của nó toàn bản đồ luôn. Mọi người thứ cảm với em nha, em không phải dân chuyên bán quần áo, mà thỉnh thoảng hơn kiểu như rảnh rỗi nhập cái gì bán cho vui thôi, giờ có gì đó mà nó không phải sai sót hay là nó không đúng thì mọi người thông cảm nha. Cũng lâu lâu mới em mới bán vài cái chứ không phải là em bán thường xuyên. Oh, cái áo này nó cứ hệ rúng rồi. Cái này kiểu như áo bomber nè, thun chung tay này, này mập mập xíu mặc được mọi người nha. Rồi này chung tay nè, ôi dồi, cái tay nó hơi nhỏ, cổ tay em hơi nhỏ, cái nào mập mập chút mặt con này đẹp nè. Con này cao từ mét mét 67 đến mét 73 ha, đó mét 68 mét 73 mọi người nha. Rồi. Đó. Con này bán nào cao 1m68 1m73 mà. Ok nha, có hai túi đây nè. Đó. Nút này đủ nha. Con này da gì đây rồi. Nó phải dơ mọi người, kiểu da nó như này nè mọi người. Chung tay nó còn bự hay là nó giãn ở đây không rõ nha. Chắc bán nào mập mặc được. Rồi, con này từ con này 75 tới 80 hơn 80 kg mặc được nha. Cao 1m7 cao 1m68 đến 1m73 75, 75 mặc cũng được nha mọi người. 75 mặc mà ok. Ok nha. Nặng phải trên 75 kg mặc này mới ok. Em mặc con này nó hơi bự xíu. Sau lưng thôi. Nguyên cái bản đồ nút đồng khó đồng nè, đó bùm bơ này ngồi bắt mặt tắm nè, con này mới khóc nhưng xíu mà có vẻ hơi nóng mọi người, có vẻ hơi nóng nha. Bơ 8 4.5 mọi người nha, 4.5 em còn có lỗi phải với em. Ok đó mọi người, không có lỗi gì nói ha, không có lỗi gì. Tiếp theo có một con kiểu bomber luôn, B9 này 4.5 nha. Da mềm dữ à. Da mềm lắm mọi người. Thương hiệu con đây. Ấy đồ Ravenna. Mình thấy chữ chưa? Made in Italia mọi người nha. Con này cũng ý rồi ta. Ấy đồ. Anh phải đợi ý nha. Wow. Ở trong là nó tầng 8. Nó đây gọi là tầng chát hả ta? Nó may cái miếng lót lại. Rồi miếng lót trong rất là mới luôn mọi người. Ôi, mới tinh. Tem nó này. Tem mới tinh luôn. Ôi, con này ngon à. Con này ngon mọi người. To. Là trời không, kiểu này mình mặc hơi dài dài xíu không thành vấn đề mọi người. Kiểu này mặc hơi dài dài xíu không thành vấn đề đâu.
Dạ, cũng quá. Ừ. Ở chung ở dưới, chung ở dưới là mùi đó. Mặt hơi sung thùng một xíu cũng được ấm ha. Ồ, da gì là bóng lón rồi ta. Da nè. Ồ. Da bóng lón mềm nhũn luôn. Quá tuyệt vời. Ồ. Mềm chưa ta. Chung tay nè. Đó, chung tay rất là ôm nha, cái này. Nó không có dày lắm mọi người, nhưng mà mặt em vừa mặc vô mà cảm giác thấy hơi nóng rồi. Con này cao 1m7, 1m75. Con này cao 1m7, 1m75, nặng 75-80kg, mặt đẹp mùi nha. 75-80kg mặt đẹp. Đi sâu. Da nó có vết gì đâu mọi người. Nó nước, nước kiểu như da nước nẻ mọi người. Nhưng mà bao mọi người, đây là hàng da thiệt nha. Nó mềm quá, kiểu quá, nó mềm quá mà nó nứt da luôn hiện tại. Đấy. Như đây cũng có nè. Em thấy người ta xi áo là người, những cái vết nứt này người ta dùng cái xi màu nâu đó, đánh lên đẹp. Đánh lên rồi người xịt vào bóng này kia ok nha. Rồi 1m7 mình mặc này tung tăng vẫn thoải mái nha. Không có dài lắm mọi người. Hơi dài xíu thôi. Nứt dữ này. Không có đăng nữa ta. Nó bị có vết gì đây, nhúng chịu như da nứt nẻ, da khô. Vì người phải bảo quản con này lại rồi. Con này của Ý ha. Ý bờ là xin gì rồi luôn. $3.50 mọi người nha, $3.50 thanh lý luôn. Em nghĩ là những cái lỗ đó là làm xi được các mọi người. Còn em không có, em thì em không có rành về da lắm, không có rành về da, nhưng không phải là quá lắm nhưng mà không rành luôn. $30, $33. Này, này nam hay nữ đó, bực quá. Trong da báo luôn, thương hiệu đây mọi người. Benato. 50 này nam rồi. Dù gian này đã quá. Có cái tem gì đó đâu người. Tem như đó là tem chứng nhận da thật 100% hay gì vậy. Úi trời. Kiểu nó tan nó hơi cục nè mọi người. Hay là này áo nữ ta. Này là áo nữ ta. Túi nó sẽ đầu tiên này. Tính là 5m7 bạn này thông thường xíu còn ok rồi mọi người ha. Không nói nổi dài quá, không nói nổi to quá đâu. Con này giống áo nữ quá ta. Cái tay nó như này mọi người. Không biết cái tay nó có bên kia nó có sửa lại không, nhưng mà em để nguyên bản không có sửa quần áo này đâu nha. Đó, nó như này. Cổ. Tới đây rồi. Có then nữa. Đó, xích lại. Ấm. Mỏng con này ở miền Nam này ok nha, mỏng mọi người. Da mỏng nó như miếng lót này. Đó. Rồi. Con này cao 1m7 thôi mọi người, 7 trở lại thôi. 1m7 trở lại. Nặng thì 80kg, 75-80kg nha, $30, $33. 73-74kg mặt rộng rộng như em muốn được, cũng được, không vấn đề hả? Đây mọi người, con siêu phẩm của Ý nha. Con này B11, 9.50 nha mọi người nha. Thương hiệu của nó đây mọi người. Có hai túi ở đây. Con này em chả biết dây gì nữa. Em không có chuyên bán. Ở trong cái lót này.
khủng luôn. Sạch sẽ lắm mọi người, con này sạch sẽ lắm. Đây. Con này made in Italia mọi người nha. Em còn cái con quả tem nữa mà chưa tìm ra. Đây, cái này em có biết nó sửa không nha. Rồi, nó may chỉ đây, mình chỉ đây. Chỉ trần vào đây. Ồ, quả này mà được của ta. Rồi con này cao 1m73 bị 4. Nặng 73 đến 78 kg rồi nha. 73 78 kg. 70 kg mà còn ok. Tay nó. Nó vừa có sạc bateri ở đây mọi người, vừa có nút bấm rồi nha. Đó, vừa có bateri ở đây mà. Có vừa có dây kéo ở đây mà. Bên đây nè, tay rất là ok nha, da nó còn đẹp mừng. Ô, con này sạch rồi, xịn sò. Rồi những con mấy cái áo này mọi người muốn mua, muốn chụp lại chụp mọi người nè. Quan trọng là khi mà chụp mọi người có chốt trước người khác hay không thôi ha. Đó. Còn hàng si mà, nhiều khi nó muôn thợ đó mình khó đóng trước đó. Lỗi gì đó ở đâu đó em không thấy, còn nếu mà em mà thấy lỗi thì em sẽ báo mọi người nha. Đó. Còn kiểu mà vạch lá tìm sâu thì mất thời gian lắm mọi người, mình thấy ở đâu thì mình chỉnh ở đó thôi. Mà căn bản mặt này chưa thấy hết, ok túi này. Ôi trời, con này đẹp nha, em mà cao 1m72 mặt này quá quá trời phê luôn. Đẹp quá mọi người, màu xanh. Thôi, con này của Ý, con này 9,5 mọi người nha, 9,5 da mềm lắm. Mềm nhũn quá. Đẹp. Chịp quá. Màu xanh nha mọi người nha. Con này màu xanh. Màu kiểu như chỉ sao đây, tôi không biết diễn tả hay sao cùng. Rồi tiếp theo con này B12 5,5 mọi nha, 5,5 thương hiệu nó đây mọi người. Đó. Tem mạc gì trong đây đây, từ lưa là mình. Này, có nguyên dòng chữ vậy đây. Đó, tem nè. Đây dòng chữ đây, có nguyên dòng chữ đây, không biết là gì nữa. Cái to thế nhỉ. Con này chắc phải làm một cái cúc. Cái cúc ở đây mọi người, cúc ở đây bóp lại thì nó mới đẹp. Còn chiều cao thì 1m7 như em tới nay mặc mà mắt này vẫn được nha. Càng đúc lại. Lúc này có dập chữ hết nè mọi người, nút dập chữ hết. Khó này, ô khó có chữ luôn nè. Như khó đây của riêng nó luôn không? Idea luôn. Như khó của hãng nó luôn sao? Cổ như này nha. Em nhập bao dây về bán phun trào luôn mọi người. Không biết nói gì hơn. Em biết là nó là áo da thiệt không mọi người. Đó. Thì sao rồi. Kìa chưa? Tay dài. Rồi con này cao 1m70 cao 1m7 đến 1m75 mạch ok rồi nha. 1m75 nặng 75
nặng 73-78 kg nha. 73-78 kg mặc đẹp. Vai con này không lớn, vai con này tầm tầm 45-46 người nha. Tầm 45-46. Đó, em 1m7, nặng 73 kg mặc này vẫn ok, không thành vấn đề nha. Không vấn đề nha. Có cái gì đây mình không biết tác dụng là gì, em không biết nha. Rồi 550 mùi nha, 550k. Cái kiểu màu nó như vậy chứ không phải nó cũ mọi người nha, kiểu như vậy đó, nó phối màu như vậy. Rồi tiếp theo, con này 930 nha, thương hiệu của nó đây mọi người. Cổ là cổ len nha, cổ len nha, con này chắc phù hợp với ngoài Bắc hơn. Phật ngoài Bắc hơn, còn khá to. Ở trong áo nó lót nó có cái gì đây mọi người, cái chữ vậy. Đó. Người dịch giùm em với em thua. Là cái đầu sọ nha, đầu sọ. Này. Frank mọi người. Này. Design in Frank này. Pháp mọi người nha. Con này may tại Ấn Độ, đó, nhưng mà thiết kế tại Pháp à. Nút mọi người. Nút nó có chữ hết nha, có chữ hết này. Là sâu trên vai nó có dòng chữ này nè. Đó. Cổ len. Đó. Tay nó thì cao 1m75 mét ok nha. Con này cao 1m7. Hết 7, 75, 76 mặt vẫn được. Nặng từ con này nặng 75 từ 80 kg mặt ok mọi người nha. Thậm chí là ốm hơn xíu cũng được, 72, 73 kg mặt vẫn được. Đó. Con này đẹp quá ta. To nhưng mà không to. Có chun ở dưới nè, đó, có dòng chun ở dưới đó. Tay nó nút gài nè, nó có hai dãy nút. Lúc đó là rộng, lúc đó là hẹp nè. Con tay thôi. Ồ, da ngon quá. Nó bị lỗi nhẹ xíu ở đây mọi người ha. Vai của nó này. Vai nó kiểu làm cái miếng đậm mút ở đây. Da trong mút nha mọi người. Cổ long ha. Ồ, con này nó bắt mạch này nắp luôn. Ấm tất nha. Mấy mặt xíu mà nó cũng chết luôn. Cái sâu của mình. Đó, mọi người thấy cái chữ nha. Ghê chưa? Camera nó hơi tụt dốc. Rồi. Con này 930 rồi nha. B13 903 nha. Em thì chắc sau đợt này em không nhập máy này nữa đâu mọi người. Bán máy này mệt quá. Không có chuyên. Thứ nhất là không hiểu biết. Thứ hai là không biết nói kiểu gì hết. Thì lại đứng trước máy quay ngại quá. Có chữ ở đây nè mọi người. Cái chỗ mép túi nó có bị trầy xíu ra nữa nha. Anh ơi. Cái này gì là làm xi lại hết rồi. Còn cái áo nó da đầu đã lắm. Da đã lắm rồi. Hết rồi. Đó. Nó có cái dây khó ở đây nè. Vì sao mà. Chắc đỡ kéo mũ lên.
Rồi B13 930. Này là áo da cuối cùng rồi nha mọi người. Phải là áo da cùng. Bộ này nhầu quá. Cái này mọi người giờ phải vệ sinh với lại treo lên cho nó thành ra nha. Cái này giống áo áo phi phi công quá mọi người. Nó có chữ đây Top Gun rồi hình máy bay iPod iPod là phi công hả đó pilot phi công hay pilot đây có cái tem logo đó, đó mọi người màu đỏ chả biết nó là gì em là thật sự là em không rành áo da đâu mọi người nó dơ rồi người giờ xin lại cho em nha dơ ui trời giờ xin lại nha bên trong nó màu xanh rêu tem nữa nè rồi cái nó có chỗ để mình ghi tên nữa nè người nem này. Này tên gì ghi vô đây nữa con này dùng áo phi công cái này 869353 như này bản giới hạn là sao ta sản xuất năm 2004 luôn rồi cái con đồ cổ lê hy nè hay có bỏ quên diễn đàn nào đang biết sao cái tem mà hết đây có chữ đây nè mọi người à, mọi người tự dịch nha thấy để 204 cái này chắc sản xuất 204 rồi quả này mà vệ sinh sạch lên là nhức nách nhỉ con này cao 1m7 1m75 mọi người nha cao 1m7 1m75 nặng 74 tới nặng 72 77 kg nha, 77 kg 78 kg. Đó. Cao mét 70. 70 75, 15 15 mạch thì nó hơi như này xíu nha. Nó vẫn ok tại đóng tay dài này. Lên 5 phần nó vẫn được. Mét 75. 75 chia sẻ hơi ngắn xíu mọi nha. Đó. Ôi trời. Kiểu xét là đó. Cổ nó như thế này. Cổ nó kiểu này mọi người. Không biết gọi là cổ trụ hay cổ gì không biết không phải da mềm lắm ừ. Có dơ đây xíu nào người vừa vào xanh cho em nha tất cả áo da em bán đều là bao người áo da thiệt hết áo da thật hết nha áo da thật hết chỉ là nó có dơ hay như thế này đó đó thì người vừa tự xử lý nha con này trong miền Nam vẫn mặc được mọi người con này mà cao 1m73 nặng 75 kg mặc đẹp đẹp con này luôn nha đẹp luôn. Đó. Em thì mặc áo tay hơi dài hơn xíu là thôi nhưng mà theo em nha nếu em mà làm thêm một cái nút nữa ấn cái này thì em mặc ok không vấn đề gì luôn không vấn đề rồi con này 6,5 mọi người nha da yeah, ok giờ mà nó có dơ mọi người giờ vệ sinh lại giúp em nha rồi em có cặp áo anh mùi cặp áo này đó. Một con nha em sẽ quay con này trước tay ra đây gấm mọi người nha đây gọi là gấm mọi người nha gấm hình con cò con vẹt vậy này đó. Hai bên luôn hai bên ống tay luôn rồi. Lưng có đây là một mạch nha ở đây nó không có mọi người cái viền áo này nó không có hình luôn á kiểu như gắm nó giật mọi người mạch trong này như anh nhạc gọi là sukazan hay không này cái này mạch được hai mạch nha đây là em lộn mạch ngồi mọi người xem à, con này à, ngàn lúc rồi. Em chun ở dưới đây mọi người nha, em chun ở đây, chun ở tay luôn.
Con này cao mấy số 8 là nam, cao mấy số 8 là ok nha. Rồi, kéo em kêu xét nút lên. Hình phú sĩ hả ta? Tháp vậy. Cánh tay nè. Ô là trời. Bông như hoa. Phía sau này. Con này cao mấy số 8 mùi nha, mấy số 5. Mấy số 4, mấy số 9 nè. Được 4 mà. Còn mấy 65, mấy 69 rồi nha, 65, 69 nặng nặng 75kg trở lại nha, 75kg trở lại thôi, 75kg một cái ha, một cái kéo xuống kiểu gì đây nè. Số 65, 68 một cái ha, vài ba cái nữa. Cái này nó là nguyên cặp mọi người. Hai cái này em mã nó là B15 là 800.000 hai cái luôn nha mọi người, nó là nguyên cặp. Cái này AC luôn, hình thức này kia rồi AC luôn nha. Ê, giống AC kia luôn. Nhưng mà con này ủa sao kỳ ta? Em nhớ một con nhỏ con to à, con này nhỏ hơn con này nữ hơn mọi người, thằng là nam nhỏ thôi nha. Đó, 1m65, con này 1m64, 1m67 mọi người, 64 67, nặng nếu là nữ á, nếu là nữ là nặng tầm 60kg, 63kg. Đó, còn nam thì nặng tầm số 3 đến số 8 kg ha. Rồi, nam là 1m65. Nam 1m67 và nữ là 1m65 trở lại. Rồi. Cặp này em bán 800 nha mọi người nha. 800 nguyên cặp nó luôn, nó là nguyên cặp mọi người. Con này là to hơn xíu, con này nhỏ hơn xíu nha. Con này nam, con này chắc 1m69 trở lại được. Đây là nữ, hình thì giống nhau nha, hình giống nhau, giống không ta, giống nhau mọi người nha. Rồi cặp này 800, tiếp theo lên mọi người mặc áo thun thôi, còn là áo bò jean. Con này vai 49 nha mọi người nha, vai 49 đây. Đó. Co giãn nha. Đây mọi người. Đó, co giãn nha. Co giãn cực tốt. Nút này là nút gai. Mình mặc con này như một áo khoác được mọi người. Áo khoác cũng được nha. Co giãn rất là tốt luôn, co giãn rất là tốt. Cổ rồi, con nào cao 1m75, 1m70, 1m75 mọi người nha. Con này cao 1m70, 1m75. 75 thì mặc đẹp hơn, còn 70 thì 70 thì mình mặc cũng ok thôi, em mặc 70 à, nó cũng không đến nổi nha. Tại vì cái tay nó có gài nút mọi người, tay gài nút mà, nó có giãn. Chỗ này còn có giãn được hết. Con này ký thì Vivu. Đó. Có giãn tốt, ví dụ không được mọc quá bứt nút. Tầm cao 1m75. Nặng 70 tới 78 kg, 18 kg, có dạng tốt nhưng mà quan trọng là kiếm nở đâu. Cái này mà nếu mà một người bụng bự quá nghĩ là nó sẽ bứt nút, nút này nút gài, nút như thế này rồi, gài này, gài mà mọc quá nó sẽ bứt nút đi. Rồi thương hiệu nó đây.
Con này sản xuất tại Bangladesh nha. Con này là thương hiệu là Zaraman. Zaraman, Zara mọi người nha. Zara có dạng tốt lắm, tem này. U là trời, nguyên tờ sớ luôn. Nguyên tờ sớ luôn. Con này 200k mọi người nha. B16 200k. 200 nha. Tiếp theo. Rồi. Con này 90k mã 17 nha. Đây, áo đây mọi người. Đỏ, đỏ luôn. Màu đỏ luôn. Màu ưa thích của em luôn. Con này vai 54 rồi nha, vai 54. Dạ chưa mà nút. Chưa vô đi. Kính em đeo là như là kính 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 cận mọi người, em bị cận à. Kính 0,5 đeo người luôn. Chà. Rồi con này cao 1m68 1m72. 1m68 1m72 mọi người nha. Nặng con này kiểu áo đi biển á, mình mặc thoải mái xíu cũng được, thì 70 kg, 70 kg mặc vẫn ok nha. 70 tới 70 75 kg mặc còn thoải mái. Đó, con này đúng chất đi biển luôn. Mặc nó phải dài dài xíu, người rộng rộng xíu nó thoải mái nha. Cây dừa này kia. Mặc con này mà đi Vũng Tàu là ối rồi luôn. Vải còn ngon lắm mọi người. Mềm mát. Mát rồi à. Vải mát lắm. Thương hiệu ấy gì vậy? Rất mũ mọi người ơi, thông cảm nha. Là mũ chứ mọi người sợ. Hả? Em kiếm quả tem rồi. Make in Thái Lan mọi người nha. Đây, make in Thái Lan, hàng này là hàng du lịch Thái Lan này. Đó. Sản xuất tại Thái Lan nha. Con này chắc xuất Hawaii, trong mấy anh du lịch Hawaii biển đúng không? Đây, kiểu biển Hawaii mọi người. Áo mát lắm mọi người. Rờ cái thấy mát liền. Rồi 90 mọi người nha. 17 90k. mười tám 90k luôn nha. Đây con này, con này là áo, em biết gọi nó là cái gì mọi người, giống len mà không phải len mọi người, nhìn nó giống áo len nhưng mà nó không phải áo len. Vai 44 rồi nha, vai 44. Được phết nha. Ngứa quá ta. Người áo này mọi người giặt vũ lại cho em nha, ngứa. Thì giặt lòng ngứa nè. Rồi con này cao 1m7. Cao 1m68 đến 1m72. 68 73 mọi người nha. Nặng nặng 70 75 kg. Đó, mặt đẹp nha. Đi sâu. Có chun ở dưới đây, nó có chun chun như đây nha. Ok luôn. Con này mặc đi chơi Noel được nha. Trong nam nếu mà ngày bình thường mặc này người ta chữ bị hâm mùi, nhưng mà cái này mà trời mà gió lạnh mặc thì ok, còn ngoài bắc thì mặc này rất là ấm, ấm lắm, tuyệt vời ha. Có 90k con này đó mọi người. Ngứa gì đâu. Rồi tem mặc em không thấy nha, bán đại đi 90.000 mọi người nha. 90.000 mã B18. Mm-hmm.
Rồi em tắt em tháo mấy cái nút ra mọi người. Rồi tiếp tục mọi người nha. Thì mọi người là nó em bị ngứa đầu phải cạo tóc nè mọi người, nhìn nó hơi kiểu như là mất thiện cảm, mọi người thông cảm nha. Giờ em làm biến nó đội mũ lắm mọi người. Áo thòng cho luôn cho nhanh lên nha. Đó. Mùi thông cảm nha, đầu hơi ít tóc xíu. Rồi, con này là áo Zaramen. Rồi, con này cao mọi người cao tầm mét mét 68 mét 73. Mét 68 mét 73 nặng em 74 kg, mặt này có vẻ nó hơi hơi chật đó mọi người. Tầm 72 kg nha. À, 68 72 kg luôn. Mét 68 mét 68 tới mét 72. Nặng 68 nó 72 kg luôn nha. Đó, nó không có túi. Đó, con này gì mọi người ủi là đẹp nha. Đẹp liền. Con này 120 B19 mọi người nha. B19. Nóng quá. Đội mũ nóng quá mọi người nha. Con này là bác nào cao mét 72 á, mét 72 dù thì 74 kg cũng được, xương bự bự á. Mở ít thôi xương bự thì được. À, con này là con này là Zaramen nha, Zaraman Make in Việt Nam luôn, Make in Việt Nam luôn. Ồ, áo này đẹp lắm mọi người, hàng chỉnh đó, tem nó này, quả tem này, 100% cô tông nha, tem mới cứng luôn, áo đẹp lắm, 120, rồi, nhanh dọn về thôi, đang bán thao hào cho rồi. Này áo đi biển. Wow, bừng. Thế này con này mình một người cao mét 7 mặt vẫn ok nha. Mét 7 mặt cũng được, không cần phải phải là cao lắm đâu. Nhưng mà con này mét 7 mét 75 mặt. Thoải mái. Ha. Đặng cái lúc này. Tại vì thường mấy cái áo đi biển mọi người. Mấy cái áo đi biển thì nó mặc rộng rãi xíu nó thoải mái nha. Rộng rãi xíu nó thoải mái. Ha. Không ngày này nó mặc dưới quần sọt quần đùi cũng được, rộng rãi thoải mái đi biển nó mới đẹp. Trời ơi, bông nó nở từ dưới đây nở lên luôn, bông nở dưới nở lên luôn đỏ. Bác nào mà hợp phong thủy mà màu đỏ cũng này đẹp mọi người, đi sau mình phong cảnh đẹp lắm. Áo này sản xuất tại Hawaii nha, Hawaii là Mỹ đó mọi người, Hawaii Mỹ nha. Cao mét 7 mét 75, cao mét 7 tới mét 75, nặng 75 85 kg mặt cũng được mọi người, 85 kg mặt cũng được. Rồi để coi vai nó nữa. Con này vai 46 mọi người nha, vai 46 này. Make in Hawaii nha. Đó. Make in Hawaii có nghĩa là nó là sản xuất tại Mỹ mọi người nha, Hawaii Mỹ ha. Tem còn ngon lành nha. Áo mặc rất là mát luôn mọi người, đúng chất áo đi biển 120. Tiếp theo con này là Gap nha, Gap sản xuất tại Bangladesh. Vai 45 mọi người nha, vai 45. Rồi con này hả? Con này cao 1m74 đến 1m78 mọi người nha. 74 78. Nặng 74 tới 78 kg luôn. 74 tới 80 kg nha. 80 kg. 80 kg vẫn bỏng được mọi người nha. 80 kg. Dài dứa. 74 đến 78, nặng 74 78 80 kg nha. Quần áo em đang còn mọi người, em bán đợt trước em mua hơi nhiều hơi quá tay ấy. Mua tính quần áo là chỉ là bán kèm thôi mà mua hơi quá tay ấy. Rồi bữa nào lôi ra xả hết, vừa bán vừa cho vừa kỷ niệm hết nha. Cũng là chia tay với món quần áo luôn,
B21 100.000 nha. Để tập trung thời gian đi, đi đi kiếm đồ bãi bán mọi người. Mình trở lại với cái món mình ưa thích nha. Bán cái này em mệt quá. Thương hiệu Gap luôn nha, đáy bộ Gap luôn. B22 250 mọi người. Đấy, một con áo jean. Áo khóc jean nha. Tem này mọi người. Hả? Tem này đủ luôn. Hàng này là chưa mặc nha. Chưa mặc thương hiệu ở đây mọi người. Ở trong này có lớp cũng phải. Phải bố bởi gì đây. À, phía trong ở đây mọi người. Phía trong ở đây nha. Áo này là mới 100% mọi người nha. Mới 100%. Nó là hàng Trung Quốc xuất nhập nha. Trung Quốc xuất nhập. Áo xin. Đó. Ok chưa? Bự. Rồi. Con này bán nào cao cao 1m75 tới 1m8 mọi người nha. Cao 1m75 tới 1m8. Nặng trên 80 kg nha. Trên 80 kg mặc đẹp. Ok. 80 90 kg mặc cũng được luôn. Đó, to lắm. Zin mới tinh, mới 100% nha. Còn tem mặc đầy đủ luôn. Xin này, túi này. Hai túi đây. Phía sau đây mọi người. Nó có cái nút gì đây nữa. Siết siết cái eo lại mọi người, siết eo lại xíu này. Rồi. 1m75 tới 1m8. Này 80 kg trở lên mọi người nha. 80 90 kg. Mới 100%. Áo chưa mặc luôn. Hàng xuất Nhật nha, nó để là made in China nhưng mà chữ Nhật này là nó sẽ xuất qua bên Nhật mọi người nha. Thị trường Nhật 22 25. B23 120k. Quả áo này lịch sự nè. Khổ quá đi mày. Ui xa, tuyệt vời. Quả này, quả áo này mặc nhìn lịch sự mọi người. Dành cho anh bác nào quýt 7. Quýt 7 mà mình bỏ áo quần mọi người. Bỏ áo quần như này nè. Đó. Đang cưới quả này giúp đắp luôn. Nút đây. Gà lại. Đó. Cổ mà thích là mình đỡ cổ dựng nhận được này. Đó. Không có mình bẹt ra xíu nữa này. Bẹt sao ta. Cổ đứng cái này mọi người, cổ nó đứng cái này, đó lịch sự lắm. Nó mình đỡ dần được mọi người. Rồi, con này cao 1m7 đến 1m75. 1m7 dành cho anh nào bỏ áo quần nha. Con này 72 tới 72 tới không được. 70 tới 75 kg nha mọi người nha. 70 75 kg cao 1m7. Cao 1m68 tới 1m73 nha, bỏ áo quần. Dưới 1m7 là mình phải bỏ áo quần, bán này nó mới đẹp. Còn đỡ này hơi, nó hơi lùm xùm này. Nó hơi lùm xùm. Còn dù 1m72, 1m73 thì không cần bỏ áo quần quán đẹp. Nha. Không cần bỏ áo quần quán đẹp. Con này là hàng nội địa Nhật nè mọi người. Em kiếm quả tem nữa. Toàn tiếng Nhật mọi người nha, toàn tiếng Nhật luôn. Mới tinh. Áo màu trắng. Con này hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Trung Quốc xuất Nhật có thể là nhà máy hãng của Nhật mà nó đặt tại Trung Quốc. Rồi người chợ người chơi Trung Quốc bán 100.000 thôi.
trăm ngàn thôi. B23 100k rồi nha. B23 100k. B24 120 nha. Xé cái nó đắp mất tờ giấy mọi người. Con này là áo Mỹ nha. Make in USA. Đó. Cahill, đó, nguyên lá cờ. Make in Hawaii nè, đó, make in Hawaii là make in Mỹ đó mọi người. To. Là mới lắm mọi người. Con áo này là khả năng là chưa mặc một lần nè, chưa mặc lần nào luôn, chưa mặc lần nào. Luôn. Rồi. Thật sự mà nói nha, những con áo này mọi người, 1m7 mình vẫn mặc được nha. Mình đi biển mình mặc nó phải thùng thùng như này tí nè. Không vấn đề gì cả. Đó. Mà mặt đẹp 72 75 mặt này ok ha. 72 75. 18 luôn nha. Này 18 mặt cũng được luôn. Nặng 75 thứ 80 kg. 75 80 kg nha. Đó. 1m7 tới 1m7 nó 18 mọi người, giải này lớn luôn á. Nghĩa là mình cái khổ nó khá lớn xíu, tại vì áo này mình như em á, 1m7 mặc con này mà đi biển vẫn ok, không vấn đề nha. Áo đi biển thì thường rộng rộng xíu nó thoải mái. Đó. Mét 8 chứ mặc được đó mọi người. Nhưng mà tốt nhất từ mét 77 trở lại thôi thì hợp lý ha. 77 trở lại. 75 đến 80 kg. 75 đến 80 kg. To thế nhỉ. Rồi, tem đó nè. Con này đảm bảo mọi người chưa mặc lần nào luôn nha, chưa mặc lần nào luôn. Áo đi biển cũng bị nha. Bán hào hào đấy. Shish. B27 90 ngàn nha. Đó, một con áo thun. Sản xuất tại Ấn Độ nha. Có hình ba móng vuốt nè, mới tinh luôn. Con này mới lắm mọi người nha. Theo nghĩ con này là áo này là áo em chưa nha. Áo này là chưa giặt lần nào luôn mọi người, chưa giặt lần nào luôn. Chưa giặt lần nào luôn nha, mới tinh luôn. Đó. To thế nhỉ. Rồi con này cao 1m72 đến 1m75. Cao 1m72 đến 1m75. Nặng từ 75 tới 85 kg mặc được nha. Dạng tốt 85 kg mặc được. 72, 75, 85 kg. $90k. Mới lắm mọi người nha. Con này chưa giặt lần nào luôn. Đảm bảo mọi người con này áo này không biết là có mặc chưa nhưng mà chưa giặt lần nào luôn à. B27 90 ngàn. Đây. Một con áo I Walk đây. 100% cô tông nha, màu đen. Hay là áo khoác bò rồi nha. Hay phải bò. Áo khoác bò. Có nút sơ cùi đây nè. To. Là trời. To quá. Ủa? Ồ, con này B26 mọi người. Đáng lẽ nãy con này B26 nha. 150, 120 mọi người nha. 120 ngàn. Rồi ha. To chưa? Đó. Ồ. Cái ống tay nó có nút này nó có thể siết lại được nè mọi người. Siết lại dài như vậy nha. Là như vậy đó, nó có hai bậc nút đây, một chỗ đây này, một cái đây, những cái đây nha, hai chỗ để gành nút. Rồi con này cao 1m75 đến 1m8, cao 1m75 đến 1m8, nặng 80-85 kg mọi người nha, 80-85 kg, 120 ngàn. Nút toàn bộ là có chữ hết nha, nút toàn bộ đều có chữ hết,
có chữ hết trên đây nha mọi người, yên tâm. Ok chưa? Rồi, video nó hơi dài và hơi mệt mỏi xíu mọi người. Cũng là những cái video áo quần bán cái nào hết thôi mọi người, nhưng mà sẽ không nhập nữa. Em sẽ chấm dứt quần áo ở đây, không nhập đó, còn bán thì sẽ vẫn cho bán người, tại vì em hiện tại vẫn đang còn bán túc tách thôi, còn nhiều lắm, bởi ngứa tay ngứa chân nhập nhiều quá, rồi cứ lai rai, cứ lâu lâu chèn một cái một video thôi, chứ không có nhập nữa, còn rất nhiều nhưng mà không nhập nữa, làm biến bán cái này lắm người, mệt quá, kiểu như đứng trước ống kính lâu quá nó ngượng. Rồi, mọi người mua hàng đơn trên 300.000. Đơn trên 300.000 chỉ còn đủ bộ ship nha, số điện thoại liên hệ lên phần tiêu đề giúp em. Rồi. Cảm ơn mọi người đã chịu khó xem một cái video nó quá là mệt mỏi như thế này. Tới giờ phút này nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại vào video kính mắt vào ngày mai nha. Bye bye mọi người.